Chào mọi người, trong video này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách chỉnh cho máy sleep và canh chỉnh thời gian bật máy và tắt máy trên MacBook macOS Monterey version 12.5. Thì máy cái version của này là nó có thay đổi so với version cũ. Thì để mà mình canh chỉnh cho máy sleep hoặc là canh cái thời gian bật máy hoặc là tắt máy, thì đầu tiên mình sẽ vô System Reference. Thì để vô System Reference thì mọi người vô quả táo này, System Reference này. Đó, hoặc là mọi người nhấn Command Space, ghi là System Reference. Rồi, sau đó mọi người nhấn vô cái chỗ mà có cục pin này nè, Battery á, cục pin á. Rồi mọi người click vô cái này. Đầu tiên mà để cho mình canh chỉnh máy sleep á, thì mình vô cái battery này, chỗ cục pin á. Thì đây là cái thời gian mà máy sleep nè. Ví dụ mình muốn máy sau 1 phút á, nếu mà không dùng máy sleep thì mình canh nhỏ lại này. Đây 1 phút này, nó hiển thị nè. Còn 5 phút là đây. À này 3 phút. 6 phút. À mỗi cái nấc này là 3 phút nè. Này 15 phút nè. Thì cái này mọi người nhấn giữ thì nó hiển thị lên cái này, còn canh dưới này thì tương đối nè. Ví dụ đây mình muốn máy mình sau 15 phút á, thì máy mình nó sẽ, nếu mà không dùng vậy, máy mình nó sẽ sleep thì mình đỡ ngay chỗ này. Còn nếu mà mình muốn 30 phút thì mình đây 28 này, đây 30 này, 30 phút nè, thì mình đỡ chỗ này. Thì ở đây mình thấy là đỡ khoảng 10 phút là hợp lý. Đó 10 phút, rồi mình đỡ 10 phút. Thì sau khi mà các bạn không dùng khoảng 10 phút thì máy nó sẽ tự sleep. Còn để mình canh chỉnh cái thời gian mà để tắt máy á, thì mình vô cái schedule này. Schedule này. Thì ví dụ như các bạn làm cái việc gì đó, ví dụ như các bạn download một file gì đó trong vòng 1 tiếng, 2 tiếng nhưng mà các bạn ra ngoài á, thì các bạn muốn là trong vòng khoảng 1 tiếng, 2 tiếng thì nó tắt máy, thì các bạn click vô cái chỗ shutdown này. Đây click vô chỗ shutdown này. Đó. Thì các bạn canh cái ngày cho nó, ví dụ đây thứ hai này, thứ ba, tư, năm, sáu, bảy, nhật này, hoặc là mỗi ngày, hoặc là nguyên tuần luôn nè. Đó. Ví dụ hôm nay là thứ năm đi. Đây mình canh thứ năm nè. Thì cái máy mình nó tự tắt lúc mà 9 giờ. Thì đây giờ PM nè, giờ PM là buổi chiều á. 9 giờ mình canh tới số 9. Đó 9 giờ. Dù đây 9 giờ đúng đi, thì mình chuyển đây tới 9 giờ đúng. 00. Đó, còn này mình chuyển là PM. Đó, PM là buổi tối á. 9 giờ buổi tối có nghĩa là 21 giờ á. Thì đúng cái ngày hôm nay 21 giờ là máy mình nó sẽ tự tắt. Hoặc là nếu mà các bạn canh nguyên tuần á, thì every day mỗi ngày á, thì cứ mỗi ngày nếu mà máy các bạn đang bật á, thì cứ đúng 9 giờ tối thì nó sẽ tự tắt. Hoặc là các bạn có thể canh theo ngày. Ví dụ đây mình canh thứ 6, thì ngày mai nếu mà máy mình đang bật á, thì đúng 9 giờ tối nó sẽ tự tắt máy. Còn cái chỗ này là cái thời gian mà mình canh để bật máy á. Có nghĩa là ví dụ sáng mà mình làm á, mình muốn cái máy mình á, lúc 7 giờ sáng nó tự bật, thì mình ở đây mình canh 7 giờ. Đấy, 7 giờ sáng. Đó, 7 giờ 00 luôn. Này đã tăng lên nè. Đó, 00. Rồi, này buổi sáng, buổi chiều. Đây mình buổi sáng thì mình AM. Còn buổi chiều là PM. Thì đây mình đỡ every day nè. Cứ mỗi sáng đúng 7 giờ sáng thì cái máy mình nó sẽ tự bật lên. Còn shutdown nè, thứ sáu cứ thứ sáu mà lúc 9 giờ tối là máy mình sẽ tự tắt. Còn sau khi mà chỉnh xong á thì các bạn nhấn cái nút apply này. Apply thì nó mới có công dụng, hai cái lệnh này mới có công dụng. À, nhấn nút apply này. Đó. Còn khi mà các bạn bỏ, các bạn muốn bỏ hoặc là chỉnh á thì các bạn chỉnh lại. Ví dụ đây mình chỉnh chủ nhật thì các bạn nhấn apply lại. Hoặc là nếu mà các bạn muốn bỏ hai cái này á thì các bạn tích vô bỏ hai cái nút này thì cũng nhấn apply luôn.
Thì đây các bạn nhớ là muốn chỉnh cho máy sleep thì vô đây, vô cái chỗ cục pin này, battery này, chỉnh. Còn đây là thời gian để cho máy sleep nếu mà mình không làm gì. Còn nếu mà chỉnh cho máy tự động bật hoặc là tắt ấy, thì mình chỉnh vô cái schedule này. Đó, schedule này, chỉnh start up là tự động bật. Còn cái này là tự động tắt nè. Này chỉnh qua shutdown nè. Còn ngay chỗ này các bạn chỉnh sleep cũng được. Đây sleep cũng được nè. Thời gian sleep á, lúc bao nhiêu giờ nó sleep thì chỉnh qua này. Còn shutdown thì chỉnh qua này. Còn start thì chỉnh qua này. Này start up nè. Start nó có riêng cái luôn. Đó, shutdown chỉnh qua này. Còn bỏ là tích bỏ hai cái này. Nhấn apply. Thì ngay chỗ này mọi người chú ý là nó ghi cho mình một cái dòng ghi chú nè. Schedule startup will only occur when a power after is connected to your Mac. Có nghĩa là cái startup này nó chỉ xảy ra khi mà cái máy mình nó đang kết nối với cái cục adapter. Có nghĩa là cái cục sạc ấy, thì cái dòng này mới có công dụng. Cái dòng này nè, thì mình phải kết nối với cục adapter thì cái dòng này mới có công dụng, cục sạc á. Còn nếu mà mình không kết nối với cục sạc á, thì cái dòng này nó không có công dụng. Còn ngay chỗ này mình muốn canh giờ shutdown thì chọn shutdown. Còn muốn canh giờ khởi động lại máy thì chọn start. Còn muốn canh sleep thì chọn sleep. Còn cái đây là ngày, những cái ngày trong tuần hoặc là mỗi ngày, hoặc là cuối nguyên tuần nè, hoặc là những ngày cuối tuần. Còn đây là thời gian, mình canh thời gian. Thì trong video này mình đã hướng dẫn mọi người cách làm sao để mình canh cái thời gian cho máy sleep. Sau bao nhiêu giây, sau bao nhiêu phút thì máy sleep. Hoặc là canh cái thời gian để cho mình bật, tự động bật máy hoặc là tắt máy. Cũng như là thời gian sleep, thời gian mà cho máy khởi động lại. Hy vọng video giúp ích nhiều cho mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.